để lên xe cho ba. Nhà bạn của ba Chi nè cô chú. Hôm nay ba Chi bị bệnh cho nên là không có đi chơi cô chú. Hello, xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Sáng nay thứ bảy thì Chi Chi chuẩn bị đi học nhảy nữa nè cô chú. Cứ em Chi cứ mong tới sáng thứ bảy là như vậy đó. Nhảy múa, Chi rất là thích múa ba lê mọi người. Hôm nay thì ba Chi Chi vẫn còn bệnh các bạn. Ba Chi bị viêm kết mạc, là ở mình gọi là đau mắt đỏ đó các bạn. Cho nên là hôm nay cũng sẽ không có làm cái gì nhiều. Sau khi mà Chi đi học nhảy xong thì cả nhà mình sẽ đi siêu thị mua đồ ăn, ăn sáng gì đó. Xong rồi sau đó đi về xem có cái hoạt động gì cho Chi chơi ở nhà không hả mọi người. Chi Chi đã học nhảy xong rồi nè cô chú. Bây giờ cả nhà mình sẽ đi siêu thị mua đồ ăn. Ở trong siêu thị thì có cái khu bán cà phê và đồ ăn sáng nè các bạn. Mình ăn sáng trước xong rồi sẽ đi vô đó mua đồ ăn sau. Hôm nay là lần đầu tiên Kim ăn thử cái này nè các bạn. Có cái bánh mì nướng ở phía dưới đó, và có đậu, cái này là đậu hầm ở trên. Và có cái trứng, cái đậu này ăn cũng ngon nhưng mà ăn ngán lắm mọi người, ăn rất là mau ngấy luôn. Còn ba của Chi thì lúc nào cũng ăn cái dĩa này nè, giống như là bữa ăn sáng truyền thống của người Anh đó các bạn. Chi Chi ăn xong rồi đứng múa trong quán luôn nè cô chú, chịu nổi không? Hôm nay Chi Chi đi chợ nè cô chú. Hôm nay mà Chi nó lấy cái gì là ba sẽ mua cái đó nha cô chú. Là cho Chi tự chọn luôn đó. Rồi để lên xe cho ba. Xe ba đâu? Ba đây nè. Con đi. Đúng rồi. Chị Chi thấy cuốn sách hình dáng thích quá trời lên mua luôn nè cô chú. Xong rồi đi ra tính tiền cuốn sách trước, ra đây ngồi lật lật nhìn nè. Hôm nay cuối tuần đó cho nên siêu thị cũng rất là đông luôn các bạn. Trên đường đi siêu thị về thì ghé nhà bạn của ba Chi nè cô chú. Đây là anh bạn thân của ba Chi Chi á. À, tuần này là sinh nhật của ảnh. Và ảnh rủ ba Chi tối nay đi đi ăn đi uống đó mọi người. Nhưng mà ba Chi đang bị bệnh cho nên là không có đi được. Và ghé đây nói là chúc mừng sinh nhật và không có đi được tối nay đó các bạn. Ba Chi mắt vẫn còn rất là đỏ và đau cho nên là chỉ ở nhà thôi mọi người. Chi có quà nè cô chú, quà từ Giáng sinh nè. Mà không có gặp cô chú ở đây cho nên hôm nay qua đây rồi sẵn chú đưa luôn. Trời ơi, wow lắm kinh tát chứ. Cái gì á? Cái gì trong đó? Chi xả gác tùm lum luôn kìa. For me. For you. No. Just my Christmas present. I think it, I think that more like a tent on you. It wouldn't fit me, yeah. Jesus. Yeah, này nó đọc cho nè. To Lauren, lots of love, Santa. Này from Santa nè chị. Về nhà mới mở. Hey, hey. Oh, you don't. Nhà mới mở, đi đi. Nhà mở. So, Aline Eva. And so she's back. Around 3:15, and we're leaving around 2:15. So. Rửa mạnh lên. Hôm nay ba Chi bị bệnh cho nên là không có đi chơi cô chú, ở nhà. Rồi hỏi em Chi muốn làm gì, Chi nói là Chi muốn rửa xe cho nên là cả nhà bài xe ra rửa nè. Chứ bình thường là cái xe này thì mình đem ra ngoài chỗ rửa xe đó mọi người, rửa cũng rẻ lắm chứ không có mắc. Nhưng mà do là không có hoạt động gì á, không có đi đâu á, cho nên là bài rửa xe này ra cho em Chi dọc nè. Ê trời ơi trời trời, ghê vậy.
Rồi mạnh lên gà gửi nó đi chi, nhúng một cái là được rồi. Ép mạnh lên. Cái xe màu trắng dơ quá trời luôn nè, chi giỏi quá. Mốt đi đi rửa xe được rồi đó. Chi Chi có mặc cái bộ đồ này giống như là cái bộ đồ đi mưa đó cô chú, cho nên là sẽ không có bị ướt. Còn ba Chi hồi nãy giờ đang cằn nhằn cái xe màu trắng dơ quá trời dơ luôn. Tại ngày xưa ba Chi nói là hồi xưa tới bây giờ không có bao giờ mà mua xe màu trắng hết á. Do là lúc mình qua đó mình thích xe màu trắng cho nên là ảnh mới mua. Nhưng mà xe này dơ quá, anh nói sau này sẽ không bao giờ mua xe màu trắng nữa đâu mọi người. Đây rồi cù nè mọi người, rất là mềm luôn. Cái đùi cù đó là mình mua sẵn ở trong siêu thị á, người ta ướp đồ sẵn hết rồi mình đem về mình bỏ lò nướng thôi. Ăn nó rất là vừa vị và nó mềm lắm mọi người nè, ngon chưa, nóng hổi luôn. Hai cái đùi. Ăn cùng với khoai tây nè các bạn. Chị đói bụng chưa? Bữa tối đã sẵn sàng rồi, xin mời cô chú anh chị và các bạn nha. Ăn tối xong rồi các bạn, Chi Chi nó nhoi quá trời quá đất luôn nè mọi người. Chi lúc nào nó cũng vậy á, nó nhoi nhoi, nó nhảy, nó múa suốt ngày luôn à. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.